mình lấy cái điểm chuẩn cái điểm byline này cắt qua hai bên nữa thầy. Là mình bình thường là mình thầy dạy là mình kéo xuống 0 độ này, mà nhà như em kéo qua 45 độ rồi là em cắt tam giác xuống độ nó sẽ bị méo không? Méo đúng rồi. Thì khi mà mình cắt byline á, mình sẽ lấy điểm chuẩn của bên này, đây là 55 đúng không? Chỉ làm đôi thì mình sẽ lấy một phần của bên này và một phần của bên này. Mình kéo xuống mình cắt. Thì nó sẽ tóc nó sẽ thẳng hơn. Nó sẽ khiến nó mình sẽ lấy được cái phần dưới này làm chuẩn điểm chuẩn và mình đưa nó sẽ lên cao. Nó sẽ luôn. Nó phải vuông chứ, nó phải vuông cái điểm đó. Chỗ này nó bị chọc bên cạnh.